Xem tử vi hàng ngày của 12 con giáp ngày 31 tháng 3 năm 2023 chi tiết giúp cho bạn có những sự lựa chọn hợp lý để thu lại kết quả tốt nhất trong ngày về vận trình, công việc, sức khỏe, tình duyên và tài lộc. 1. Tử vi hàng ngày của tuổi Tý, công việc. Vận trình công việc của những chú chuột trong ngày hôm nay diễn ra hanh thuận. Đường công danh rộng mở, Người tuổi Tý chỉ cần tập trung vào các kế hoạch hiện tại thì sẽ sớm tìm được cơ hội để chuyển mình. Chỉ cần cố gắng hết mình và kiên trì cho tới cùng thì sẽ sớm đạt được kết quả ngoài ý muốn. Tình cảm Vận trình tình cảm Chứa đầy bất an Con giáp này có xu hướng tự suy tự diễn, dạy cáo gắt và ghen tuông vô cớ nên khiến mỗi quan hệ tình cảm trở nên căng thẳng. Nếu như những người trong cuộc biết chia sẻ, quan tâm tới cảm xúc của nhau thì sẽ tránh được những sự đổ vỡ đáng tiếc. Tài chính, vận trình tài lộc rực rỡ, còn nhấp này không bỏ qua bất cứ cơ hội nào để làm đầy tủ tiền của mình. Cẩn trọng, chủ quan, thiếu tỉnh táo, tạo điều kiện cho tiểu nhân gây họa. Tuổi giáp tỷ, sống lạc quan là chìa khóa của hạnh phúc. Tuổi bính tý chuyện tình cảm trải qua nhiều buồn phiền. Tuổi mậu tí, công việc không thể làm khó được bạn. Tuổi canh tí, sẽ có lời nổi tiêu cực xung quanh đến tay bạn. Tuổi nhâm tí, đề phòng có cả tiểu nhân tiếp cận. Con số may mắn số 20, số 61, màu sắc may mắn màu nâu, quý nhân phù trợ, tuổi thân. 2. Tử vi hàng ngày của tuổi sổ công việc Vận trình công việc của người tuổi sổ trong ngày hôm nay diễn ra tương đối vất vả. Đêm bảo cỏ hòa tiểu nhân đều bẩm khiến còn nhấp này làm việc gì cũng gặp cản trở. Ngoài ra, người tuổi sổ cần học cách quan sát đa chiều hơn, tránh vội vàng kết luận điều gì khi có chưa có sự quan sát sâu rộng. Tình cảm Vận trình tình cảm buồn nhiều hơn vui, tâm trạng thay đổi thất thường, chủ yếu vì con dắp này không có đủ niềm tin vào mối quan hệ tình yêu hiện tại. Ngoài ra, nó còn vội vàng nghe theo người ngoài nên có thể buồn phiền cho bản thân. Tài chính Vận trình tài lộc bấp bên do chưa có kế hoạch quản lý tài chính khéo léo nên dễ chịu áp lực từ vấn đề tiền bạc. Cẩn trọng, cần duy trì chế độ ăn uống khoa học lành mạnh tội ất sửu cha mẹ hiền lành để đức cho con tội tinh sửu thị phi đeo bám nên giữ thận trọng trong từng lời ăn tiếng nói tội kỵ sửu nóng giận mất khôn người biết nhẫn nhịn là người sản xuất tội tân sửu sức khỏe gặp nhiều vấn đề bất ổn do làm việc mệt nhọc tội quý sửu bạn dễ suy diễn và cảm thấy mình bị trách móc con số may mắn số 11, số 53, màu sắc may mắn màu xanh dương, quý nhân phù trợ, tuổi tỵ 3. Tư vi hàng ngày của tuổi dần, công việc Vận trình công việc của những chú hổ trong ngày hôm nay diễn ra có chút vất vả. Còn giáp này được khuyên nên tránh xa những cuộc cãi vã, bao đồng nếu không muốn chuốc vả vào người. Thay vì đòi co, tranh luận thiệt hơn, thì hãy tập trung vào những hành động thiết thực trong công việc. Tình cảm Vận trình tình cảm kém sắc, đào hoa quá vườn lại tạo điều kiện bất lợi gây cản trở tới những người đang muốn tìm tình yêu đích thực. Người độc thân dù được nhiều người theo đuổi nhưng không nhiều người trong số họ là chân thành. Tài chính Vận trình tài lộc lên xuống thất thường Bản mệnh nên tính tới các phương án kiếm tiền dự phòng để có khoản tích lũy vững vàng. Cẩn trọng, hoang mang, vô định vì không tìm được đam mê thật sự. Tuổi giáp dân, bạn cảm thấy hài lòng với cuộc sống hiện tại của bản thân. Tuổi bình dân, cần học cách lắng nghe. Tuổi màu dân, được yêu cũng là điều khiến cho bạn sợ. Tuổi canh dân, chuyện tình cảm trải qua nhiều nỗi buồn tuổi nhâm dần trong những phút yếu lòng hay tự nghi ngờ bản thân. Con số may mắn, số 9, số 21, màu sắc may mắn, màu trắng, màu nâu, quý nhân phù trợ, tuổi mùi. 4. Tử vi hàng ngày của tuổi mão công việc Vận trình công việc của những chú mèo trong ngày hôm nay diễn ra tốt xấu đan xen. Bản mệnh là người có tinh thần trách nhiệm cao, nhưng đôi khi vì bảo thủ nên thường cố chấp bỏ qua mọi lời góp ý của người khác. Nếu còn không thay đổi tính cách này thì sẽ sớm gây cản trở cho con đường sự nghiệp sau này. Tình cảm, phần trình tình cảm bền vững, quý nhân che chở giúp cho người độc thân mau chóng tìm được một nửa yêu thương. Bạn mệnh chỉ cần dùng sự quan tâm chân thành là đã cảm hóa được trái tim của người ấy. Tài chính, Vận trình ta lọc xa suốt, trong ngày có điềm báo hao tai nên người tuổi mão cần phải hết sức thận trọng trong mọi quyết định liên quan đến tiền bạc. Cẩn trọng, đề phòng có kẻ tiểu nhân quấy phá hãm hại. Tuổi ất mão, đề phòng có kẻ tiểu nhân đeo bám, gieo rắc thị phi. Tuổi đinh mão, sau mỗi lần thành công nhỏ hãy tự khen ngợi bản thân. Tuổi kỷ mão, sức khỏe sa suốt trông thấy nên không được chủ quan tội Tân Mão xã hội đặt khá nhiều áp lực lên bạn vào lúc này tội Quý Mão bạn không muốn luôn phải nhìn sắc mặt của người khác mà sống con số may mắn số 56 số 13 màu sắc may mắn màu hồng màu đỏ mận quý nhân phù trợ tuổi Tuất năm tử vi hàng ngày của tuổi Thìn công việc Phần trình công việc của những chú rồng trong ngày hôm nay diễn ra không dễ dàng. Còn giáp này có nhiều dự định ấp ủ từ lâu, nhưng vì không đủ trí lực và đã phải đầu hàng. Ngoài ra, các mối quan hệ xung quanh cũng không mấy tốt đẹp, nên tốt hơn là giữ khoảng cách an toàn với họ. Tình cảm, phần trình tình cảm vượng vận. Đào hoa nở rộ giúp cho người độc thân có thêm sức hút đặc biệt từ những người khác phái. Chỉ cần bản mệnh thích thì sẽ bước vào cuộc hẹn hò lãng mạn, thấm nồng yêu thương. Tài chính, vận trình tài lộc kiểm soát, thói quen vung tay quả tráng, dùng tiền vào những việc xa xỉ, đẩy người tuổi thân vào tình cảnh hao tài phá sản. Cẩn trọng, vấn đề sức khỏe cần được quan tâm nhiều hơn. Tuổi chép thân, thái độ sống quyết định tất cả. Tuổi bính thân, không giữ được hình ảnh bản thân vì thị phi tranh chấp. Tuổi Mậu Thân mệt mỏi vì những căng thẳng trong đời sống hôn nhân. Tuổi Canh Thân bạn nhất định phải độc lập về kinh tế. Tuổi Nhâm Thân hãy giáo dục và che chở cho con bạn bằng tình yêu thương. Con số may mắn số 25, số 37, màu sắc may mắn màu xám, quý nhân phù trợ. Tuổi Dậu 6 tử vi hàng ngày của tuổi tỵ công việc vận trình công việc của những chú rắn trong ngày hôm nay diễn ra vô cùng trôi chảy đặc biệt là người làm công việc liên quan đến lĩnh vực nghệ thuật sáng tạo sẽ có cơ hội để phát triển năng lực của bản thân trước mọi quyết định được đưa ra bản mệnh cần phải cân nhắc kỹ lưỡng để hạn chế mọi sai sót tình cảm vận trình tình cảm khẳng định ngọt ngào con giáp này đang nhìn nhận tình yêu với thái độ nghiêm túc và luôn dốc hết sức mình để vun vẹn mọi quan hệ tình cảm hiện tại. Không mong cầu gì hơn bản mệnh trân trọng hạnh phúc mình đang có. Tài chính, vận trình tài lộc dư dả, nguồn thu nhập có được từ nhiều phía đem lại cho người tuổi Tỵ một cuộc sống thoải mái và sung túc. Cẩn trọng, không nên để các định kiến cũ kỹ cản đường của bạn. Tuổi Ất Tỵ cứ mạnh dạn thể hiện cảm xúc thật của mình tội kỹ tỵ có cơ hội nhưng chưa biết cách để nắm bắt tội đinh tỵ nghe thấy những điều không vui tự biết nên im lặng thôi tội tân tỵ không còn dễ tin người dễ buồn dễ vui tội quỷ tỵ sức khỏe đang có dấu hiệu sa sút con số may mắn số 6, số 11, màu sắc may mắn màu cam màu xanh lá quý nhân phù trợ tội thân 7. Tử vi hàng ngày của tuổi ngọ công việc vận trình công việc của những chú ngựa trong ngày hôm nay diễn ra có điểm cản trở. Còn giáp này vốn là người có năng lực, có bản lĩnh. Nhưng vì tính cách hiểu thắng mà tạo ra sơ hở cho kẻ tiểu nhân gây hòa. May mắn là bản mệnh luôn có chỗ dựa vững chắc là gia đình nên sẽ sớm vượt qua được giai đoạn khó khăn này. Tình cảm vận trình tình cảm vô cùng hài hòa. Sự nâng đỡ của Quý nhân trong ngày giúp cho người độc thân dễ dàng tìm thấy đối tượng hẹn hò lý tưởng. Những người đã lập gia đình cũng có được khoảng thời gian vui vẻ thẩm thiết bên nhau. Tài chính, vận trình tài lộc bất ổn, nguồn thu nhập không được duy trì một cách ổn định vì sự bốc đồng, thiểu quyết đoán trong các quyết định liên quan đến tiền bạc. Cẩn trọng, cảm xúc mãnh liệt nhưng lại khó khống chế gây phiền tới những người xung quanh. Tuổi, giáp ngọ, bạn luôn có những điểm mạnh hơn người khác. Tuổi Bính ngọ cần hạ thấp tiêu chuẩn, chọn lựa bạn đời để dễ dàng tìm được ý trung nhân. Tuổi Mậu ngọ trong quá trình kết giao bạn bè, ắt sẽ có những lúc va chạm. Tuổi Canh ngọ nếu bạn không thích ai đó trên Facebook hãy bỏ theo dõi. Tuổi Nhâm ngọ bạn hậm hực trong lòng, tự mình làm mình không vui. Con sổ may mắn, sổ chính, sổ 55, màu sắc may mắn, màu cam, màu hồng, quý nhân phù trợ, tuổi tuốt. 8. Tử vi hàng ngày của tuổi mùi, công việc. Vận trình công việc của những chú dê trong ngày hôm nay diễn ra dần về quỹ đạo. Tỷ kiên nâng đỡ con nhấp này từng bước thoát khỏi giai đoạn vất vả khó khăn. Quý nhân xuất hiện kịp thời nên bản mệnh cũng có thêm động lực để làm ổn định lại vận trình công danh của mình. Tình cảm vận trình tình cảm êm ấm ngọt ngào đời sống hôn nhân hòa thuận thuận hòa giúp cho cả hai có thể an tâm tận hưởng trọn vẹn hạnh phúc mâu thuẫn dần được gỡ bỏ và giờ đây những người trong cuộc chỉ còn nhắc về nhau với tất cả những điều tốt đẹp tài chính vận trình tài lộc hao hụt nhắc nhở người tuổi mùi nên có biện pháp để quản lý tuổi tiền của mình đề phòng nhận thất thoát không đáng có cẩn trọng luôn là đối tượng tìm đến của những trò quẩy phá của tiểu nhân tuổi ất mùi có nhiều rắc rối phát sinh bất ngờ gây ra tình trạng hoang mang tuổi đinh mùi nên có sự cố gắng hơn trong công việc tuổi kỹ mùi công việc trì trệ vì rắc rối khó lường tuổi tân mùi giải tỏ phiền muộn bằng những niềm vui cho bạn tự tạo ra tuổi quý mùi thỉnh thoảng nên đổi rõ bằng những chuyến đi du lịch. Con số may mắn số 21, số 48, màu sắc may mắn màu cam, màu xanh lam, quý nhân phù trợ, tuổi ngọ. 9. Tử vi hàng ngày của tuổi thân, công việc Vận trình công việc của người tuổi thân trong ngày hôm nay diễn ra tương đối cho chảy. còn giáp này có khá nhiều việc cần phải hoàn thành trong ngày hôm nay, cho nên cần phải chuẩn bị tinh thần vững vàng. Đừng quên gửi lời cảm ơn tới những người đồng nghiệp đã hỗ trợ mình trong quá trình chinh phục thành công nhé. Tình cảm Vận trình tình cảm từ sản Các cặp đôi đã quen nhau một khoảng thời gian dài có thể tính dần tới chuyện chung một nhà. Con người độc thân chỉ cần một chút lơ là cũng có thể bỏ lỡ mỗi nhân duyên tốt lành. Tài chính Vận trình ta lộc rộng mở, may mắn ghé thăm, người tụ thân có thêm sự quyết đoán trong vấn đề tiền bạc quan trọng. Cẩn trọng, vội vàng, nóng nảy nên đánh mất nhiều cơ hội quý giá. Tội chấp thân, hành động nóng vội gây ra nhiều rắc rối nghiêm trọng. Tội bính thân, hai điểm cuộc đời bằng nụ cười, không phải bằng nước mắt. Tội màu thân, sức khỏe cần được quan tâm hơn. Tội canh thân, thỉnh thoảng hãy tổng kết lại những thứ bạn đã làm được. Tội nhầm thân, đầu tư cho các thủ vui tích cực của bản thân. Con số may mắn số 24, số 72, màu sắc may mắn màu nâu, quý nhân phù trợ, tuổi tỵ tuổi tý. 10. Tử vi hàng ngày của tuổi dậu công việc Vận trình công việc của người tuổi dậu trong ngày hôm nay diễn ra tương đối vất vả. Con giáp này được khuyên nên thận trọng hơn trong từng lời ăn tiếng nói, tránh tỏ ra kiêu ngạo nếu không khó tránh khỏi Nhận ác ý của những người xung quanh. Đây cũng không phải là đời điểm thích hợp để con nhấp này tỉnh tới chuyện làm ăn hay mở rộng quy mô kinh doanh. Tình cảm Vận trình tình cảm buồn nhiều hơn vui. Người độc thân chán nản, chạnh lòng vì mãi mà chưa tìm được người trong ngọng. Một số người thì quả đào hoa nên luôn bị các mối quan hệ với người khác giới làm phiền. Tài chính Vận trình tài lọc xa xúc để hạn chế các khoản hao hụt không đáng, bản mệnh nên có sự cân nhắc và chủ động trong việc quản lý tiền bạc của mình. Cẩn trọng, đề phòng các bệnh liên quan đến đường hô hấp, tránh đi tới những nơi ô nhiễm. Tuổi ất dậu bỏ lỡ nhiều cơ hội tiến thân quý giá. Tuổi đinh dậu cuộc đời của bạn tất cả đều do bạn quyết định. Tuổi kỷ dậu chưa có kế hoạch chăm sóc tốt cho sức khỏe. Tuổi tân dậu Đừng lo lắng khi thấy ai đó giỏi hơn mình. Tuổi quý dậu, mệt hay không mệt thì do tâm thái của bạn quyết định. Con số may mắn số 60, số 12, màu sắc may mắn màu xanh dương, quý nhân phù trợ, tuổi sổ 11, tử vi hàng ngày của tuổi tốt công việc. Vận trình công việc của người tuổi tốt trong ngày hôm nay diễn ra với nhiều trở ngại hòa tiểu nhân đều bám có thể ảnh hưởng tới uy tín danh dự của người tuổi này. Bản mệnh trước tiên cần phải chấn chỉnh lại tinh thần của mình rồi mới quay lại với các dự định đang ấp ủ. Tình cảm, phần trình tình cảm hòa thuận. Dù cho công việc có bận rộn như thế nào thì bản mệnh cũng không quên dành thời gian để ở bên cạnh nửa kia. Đơn giản vì trong tim con giáp này, gia đình luôn đóng vai trò quan trọng không thể xem nhà. Tài chính, Phần trình ta lọc đưa xuống, việc chi tiêu không nên quá thoải mái, đợi tiền bạc ổn định rồi hẳn nghĩ tới việc nuông chiều cho sở thích cá nhân. Cẩn trọng, làm luận vất vả, cũng đừng quên sức khỏe là quan trọng. Tuổi giáp tuất hãy sống thiện lương bởi đó là nền tảng cốt lõi để làm người. Tuổi bính tuất thiểu kế hoạch sinh hoạt và ăn uống một cách khoa học. Tuổi mậu tuất tuổi trẻ, đừng chọn an nhàn hãy dẫn thân. Tuổi canh tuất tình cảm gia đình buồn phiền căng thẳng truyền miên Tuổi nhầm tuất học cách hòa đồng với mọi người xung quanh con số may mắn số 2, số 61, màu sắc may mắn màu nâu màu cà phê quý nhân phù trợ tuổi ngọ 12. tứ vi hàng ngày của tuổi hợi công việc vận trình công việc của người tuổi hợi trong ngày hôm nay diễn ra vô cùng dễ dàng tài chính vững vàng Người làm kinh doanh có thể tự tin hơn trong một số quyết định đầu tư quan trọng. Người làm công ăn lương cũng cần phải nỗ lực thêm mới nhận được sự tín nhiệm từ cấp trên của mình. Tình cảm, phần trình tình cảm thâm trầm khó đoán. Những người đã lập gia đình nên xem lại trách nhiệm của bản thân trong mối quan hệ gia đạo. Các cặp đôi yêu nhau tránh đòi hỏi quá nhiều ở đối phương trong khi bản thân không có bất cứ sự nỗ lực nào ta chính vận trình ta lọc vừa sắc may mắn chiếu mệnh nên nếu tham gia các trò may rủi thì dễ dàng hơn để thu về khoản tiền đáng kể cẩn trọng nên đi thăm khám sức khỏe ngay nếu phát hiện vấn đề bất ổn trong cơ thể tội ất hải khi thấy khó khăn quá cứ tiến lên từng bước nhỏ mà thôi tội đinh hải tình cảm gia đình đang có dấu hiệu phai nhạt tội kỷ hải những ngày này nên tìm kiếm niềm vui để đỡ áp lực. Tội tân hại đôi khi lo xa quá chỉ làm bản thân khổ thêm. Tội quỷ hại chỉ có mở lòng mình mới cải thiện được con đường tình cảm. Con số may mắn số 3, số 11, màu sắc may mắn màu tím, quý nhân phù trợ, tuổi mão.